chào cả nhà. Hôm nay là Halloween, gia đình bé My chúc cả nhà Halloween vui vẻ. Hôm nay gia đình của bé My đi mua cái máy xay sinh tố để xay mấy cái rau quả cho bé My, tại nó bắt đầu ăn rồi. Mình này không có tổ chức Halloween cho nên mình đi ra ngoài sắm đồ cho vui. Thì hôm nay mời cả nhà cùng đi sắm đồ với mình nha. Cả nhà này bé My sướng không? Nằm vậy đó, ra ngoài đẩy đi nè, đã quá. Này mới sắm với chiếc xe đẩy cho nó 150 đô, mua cái loại thường thôi, bởi vì mình đi Mỹ mình bỏ lại cho nên không có mua mắc tiền. Trong đây thì nó chỉ có vài shop thôi, bán đa số là mấy cái đồ dùng trong nhà như là bàn ghế nè, đó giường ngủ, thảm, gỗ và mấy cái đồ điện nữa. Bình ly đây. Này cuối tuần không biết nó có sale không, để vô coi coi nó có sale không. Bữa hổm mình vô trong đây mình mua cái máy giặt mới để dọn qua nhà mới á, mình mua 680. Mấy cái đồ khác thì mình có sẵn rồi, mình thiếu máy giặt thôi. Giờ mình vô đây mình coi cái đồ điện, mình coi thử cái máy xay sinh tố bao nhiêu. Trời ơi, ghét không? Trời ơi, cái mặt nó nằm ghét dễ sợ luôn. Chỗ này thì bán đồ điện không à cả nhà, như là có điện thoại nữa, đó thì mình coi điện thoại coi nhiêu. Là mấy xay cà phê, máy sưởi, tủ lạnh, đồ microwave nữa. Đây là cả nhà. Bán loại này nè, loại này rẻ nhất nè, tại vì mình kiếm mua cỡ 100 mấy thôi, này 129. Còn này 109 nè. Sofa thì có hai cái này rẻ thôi, mấy cái kia 200 mấy không à. Nhưng mà không biết là nó có được nào, không biết nó có cho được nhiều không. Nó có cho ly đâu á. Bữa hổm trong Costco bán 140 mà mình không có mua. Hả? 200 mấy lần hả? 200 mấy cái này nè. Này 100 mấy nè. 109 rồi đó, 129. Mấy cái rẻ hả? Còn muốn mua lại rẻ ha, qua đây để coi thử coi có không. Nè bên đây rẻ nè. Bên đây. Ô máy nhà nhỏ xíu à. Này 50. Nè 99 đô. 100 đô. Này thì nó rẻ thôi. Ờ. Nghĩa là để dài đúng không? Ờ. Ốp lên sao? Nhưng đó 100 đô đó, nhưng mà nó cho gì ta? Đây nè, coi đây nè. Đây nè. Nó được mấy cái ly á? Không. Cái loại 900, cái loại này loại 900, biết nó có cho ly không à? 100 hay 900? À, loại này 900 này, kiếm cái hộp 900 á. Ờ, dữ vậy hả? Giống như cái hộp này 1200 đúng không? Nè, nè, cái hộp này là của cái này nè. Đó, đó. Rồi còn cái hộp này là 1000 là cái này. Cái dưới đây, đó. Trời ơi. Bây giờ kiếm cái hộp 900 coi nó có cái gì không? Để coi thử. Dễ bể. Nãy mình hỏi cái ông kia kiếm cho hỏi coi, là giống như mình kiếm mấy cái này nè, để mình đựng nước mình uống luôn, không biết cái này nó có không. Đi coi thử. Baby chào cả nhà đi con. Mấy sức này có cái này khoái nằm đây hồi nó ngủ à. Trong đây nó cũng có điện thoại nữa, mẹ lát con đi coi thử. Wow, bên kia người ta đang test tivi kìa cả nhà. Đó. Coi tivi luôn, test tivi. Bữa hổm đi Costco thấy cái 140, cái máy xay sinh tố 140 mà không mua. Hôm nay vô đây coi cái máy 700, 180 mua. Ái quá. Tại vì bữa hổm cái kia là nó chổng ngược lại, như là nó xay từ dưới, còn này nó xay dày nè đó. Mẹ thích cái này hơn. Để hỏi coi nó có bớt. Để nói thử, hỏi coi nó có bớt không. Giờ
mình đi qua cái hàng đi quay điện thoại để mình coi đi coi. Qua đây nè. iPhone 12 nè cả nhà. Nó vuông lắm á. Vuông nhất hơn cái hiện tại của mình xài. Con này 11 cơ. 11 cơ thì nó cái này của nó giống như cái hiện tại của mình là nó tròn hơn, nên nó hơi vuông. Này cái cũ à. Nha, cái này cái 11 nè, cái cũ ha, đời cũ hơn nhưng mà nó còn có cái cuối cùng mà. Cái này thì nó giống như các mình đang có ở nhà, cái 10 á. Này mà mua cái loại mới là 1.500. Giờ ở đây còn có 980, còn cái này nếu mà mua là 1.000 mà cái này còn có 870 à. Nhưng mà tại vì nó display không biết có nên mua không. Nè, tại vì cái này nó cũng không iPhone cái loại cũ hơn cái mới ra nhưng mà nó rẻ hơn, cái ở ngoài bán tới mấy trăm lận mà nó còn cái cuối cùng không. Bộ nhớ nó sắm, bộ nhớ này còn 128, bộ nhớ này có 64 à. Con muốn mua cái 256 á. Mà 256. That's for me. Con muốn mua cái 256 á, nhưng mà 256 nó không có hàng. Bởi vậy mình mua cái này rẻ nhưng mà mình không có, con mua là con mua cái bộ nhớ. Thôi con mua cái mắt đi. Cái này giờ mình qua cái Samsung. Này cũ rồi, nó ra lúc iPhone 11 ra nhưng mà mình thấy giá nó cũng ok. Mình thích cái này hơn. Mình thích cái này hơn cái Note. Nhà mẹ mình có cái này rồi, xài được lắm nhưng có điều mình không biết edit ở trong đây, mình không biết edit trong cái Samsung cho nên khó xài quá. Ở Office Work nó bán rẻ hơn đây một chút. Để có gì mình vô Office Work mình coi. Cái này trong cái vườn cho cái plan này, cho cái plan này là 68 đồng một năm mà trả 2 năm. Cả nhà từ nãy giờ mình thử cái video nè, mình thử cái video mình edit ở trong cái Samsung nó sao. Rõ ha cả nhà, quality rõ, nghe tiếng rõ ha. Tại mình không biết xài thôi chứ thật ra này ơi giúp à. Để coi cái này với cái kia iPhone coi cái nào rẻ hơn. Khó xài được rồi đó. Mình claim chút xíu rồi quá rồi. Bây giờ mình coi cái này mình cái này 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 cái gì cho Halloween đâu. Như là bên Úc mình không có tổ chức Halloween đó, cả nhà nó không quan trọng hết, thành ra là nó như là một ngày bình thường thôi. Nhưng mà ở Mỹ rất là vui, ở Mỹ con nhớ không lần mình đi Mỹ mà mình lúc đó ngay cái ngày Halloween mấy đứa nít nó ghé nhà nó cái kẹo đã lắm hả. Nấu không có ngon, biết có nướng được không, hỏi thử ai có cái nướng được không, muốn không hỏi thử không. Thấy mẹ mua thử cái này đi, mấy cái nồi này nè, để mình về mình nấu canh á. Đang mua mấy mình kiếm một cái nồi nấu canh rồi nè.
giờ đi coi đồ. Ồ, này mấy cái tivi bán đảo quá trời luôn. Mẹ ơi, đi mua cái tivi mẹ ơi. À, có cái tivi này nó có 300 mấy nè. À, mình chưa có tivi, mình thiếu cái tivi. Đây bán đồ điện đã, ở đây bán đồ điện đã lắm. Đây là của người, nói chung là của người Hoa làm chủ. Bắt ma nguồn gốc là từ người Hoa. Ở đây thì nói tiếng Việt với tiếng Hoa, mấy cái người bán á, mấy người sales á. Ở nhà mình hay ghé vô đây mua. Má cà phê nè. Hồi xưa trời ơi, con bé có mặt có đó buồn ngủ nè cả nhà. Để cái này vô đây nè ha. Rồi buồn ngủ rồi hả? Buồn ngủ rồi hả con? Trời ơi, nó không chớp mắt luôn cả nhà ơi. Cái mặt buồn ngủ kìa. Ok cả nhà, đi coi đồ điện nãy giờ không mua được cái nào hết. Giờ đi về. Đi về suy nghĩ tại giờ trong mặt quá. Đi về suy nghĩ coi là có mua hay không. Rồi trở lại. Hôm nay Halloween mình mới hôm nay Halloween là mình mua donut sát đối diện bên ly có tiệm donut, mình ghé vô mình donut, mình mua donut, mình xếp hàng từ nãy giờ nè, thấy cái hàng nó dài thằng ngon vậy đó, mua nè 12 cái thì là 21, mà thêm một phần nữa 24 cái thì nó special 31, mình mua hai phần về. Nè, biên ly đây nè cả nhà, đó biên ly đối diện đó đó, có thấy không, mình qua đây cũ luôn rồi, trời ơi chảy nước miếng luôn. Cái hàng dài quá nè, có người mặc đồ cho Halloween nè. Cũng có người ta celebrate Halloween á. Có mấy người trước mặc đồ Halloween nè. Đó. Đây thì là Angel, tiên hàng trước rồi chắc tướng cướp quá. Bên đây thì là Wonder Woman. Ở nhà mấy đứa nhỏ thích ăn donut lắm, cho nên là mình mua về tặng cho nó Halloween luôn. Thầy ta nó để là nếu mà mặc đồ Halloween thì vô trong đây người ta sẽ cho kẹo. Hả? Chắc mấy đứa này hôm nay nó mặc đồ dày lằn lát nữa, có người cho nó kẹo nè. Từ đây mấy cái quán này nó mới có mấy cái này. Đây nè, nó cho một cái, nó cho một cái donut. Giờ tới phiên mình đây. Nè, chỗ này nó trang trí mấy cái bánh cho Halloween nè cả nhà. À, cảm ơn. Hi, can I have the double dozen original? Mình mua cái loại giống vậy nè, mà không có đây nè, ở nhà mình mua cái loại cuối cùng là original glaze đó, mình mua 24 cái. Ở
mỗi hộp nó có 12 cái. Nó đang phát kìa. Quá ngọt lắm, mua này là đã luôn. Hai hộp. Happy Halloween. Này, xong rồi. Tan 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 tan. Ai da. Rồi bây giờ về thôi cả nhà ơi, đắp xe về nhà. Chúc cả nhà Halloween vui vẻ nha. Bye bye.